Xin chào các bạn nhé. Các bạn ơi, mình lại tiếp tục gửi đến các bạn một số cái mẫu nhẫn nữ. Đây thuộc cái dòng sản phẩm cao cấp làm bằng chất liệu bạc ta. Đó, toàn những mẫu rất là sang và đẹp. Đây là hàng cao cấp cho nên là được làm rất là dày dặn và rất là kỹ mọi người nhé. Đấy, đặc biệt là toàn những cái mẫu rất là sang. Nếu như chị em mình mà chưa có những cái mẫu mà dạng như thế này thì các bạn hãy tham khảo nhé. Các bạn mua cho mình một hai chiếc như vậy để mình thay đổi. Đó, mình mix cùng với lại những trang phục hàng ngày thì rất là đẹp luôn. Đặc biệt là những anh nào mình cần nhé, mình cần thay đổi quà tặng, các bạn không muốn tặng quần áo, giày dép nữa thì các bạn có thể là tham khảo cái dòng trang sức bạc ta cao cấp như này để các bạn tặng mình, đảm bảo là người nhận sẽ rất là thích luôn. Bởi vì chị em phụ nữ nào mình cũng cần trang sức để làm đẹp. Đó, và khi mà nhận được món quà như này thì nó vô cùng ý nghĩa mọi người nhé. Giá của sản phẩm thì chỉ tầm độ 300 đến 500 rưỡi, nó tùy theo mẫu. Đó, thì nếu như bạn nào mình có nhu cầu cần tư vấn thì các bạn hãy điện thoại cho mình qua cái số là 0966 646 460, hoặc là các bạn vào Zalo nhé, mình sẽ gửi cho các bạn những cái mẫu mới nhất, đẹp nhất cho các bạn lựa chọn. Đó, bên mình là mẫu nhẫn cao cấp mình thường xuyên là có, và mẫu mã rất là đa dạng và phong phú nhé. Mọi người hãy liên hệ với mình để mình tư vấn cho các bạn. Đó, đảm bảo là các bạn sẽ chọn được những cái mẫu trang sức mà sẽ rất là phù hợp luôn. Đó, thì mình ngày hôm nay thì mình có một số cái mẫu nhẫn đẹp này thì xin giới thiệu với các bạn nhé. Thì rất là hy vọng các bạn sẽ thích những cái kiểu nhẫn này. Đó, thì mình rất là cảm ơn các bạn đã xem cái video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.